trang chứa tình người, một lời nói gieo điều lạc quan, một nụ cười chia sẻ để cuộc đời được thêm tươi. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin cho quân đoàn khỏi những khốn khổ, in vào tâm trí chúng con như hình ảnh chính Chúa gọi mời, để chúng con nhìn đến với họ như bà Peron đi ngang bằng sự khen đạt hiền hòa, tôn trọng phẩm giá cao cả của họ như chính họ đã được Chúa trân trọng. Thương con và lạy và vây khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh xa Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi tự do là về đó đi, ta trao văn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. Con lên lòng hạnh đạo và về đó đi ta. Mặc dù với khóc than và nước mắt, nhưng niềm tin của người đi đó luôn luôn đạt đến cuộc sống trường sinh với Thiên Chúa. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lại cho chúng con sự sống đích thực, sự sống mà chính Chúa phải trả giá, phải được hạ xuống tận lòng đất. Xin cho mỗi người chúng con có can đảm để nhìn lại được dấn thân của mình, dám để mình bị hạ xuống vì danh Giêsu, dám để tình yêu Giêsu lan tỏa trong cuộc đời, vì tình yêu ấy phải nói trong miệng thật là. Chúng con thờ lạy và mời khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ mười ba báo lành Đức Chúa Giêsu xuống mà vỡ tay đứng mẹ, ai xem thấy ai ông mạnh bao lành Đức Chúa Giêsu mà đem giá xuống thấy thảm nhất đang vậy mà tầm tướng mắt được vô. Xin ban ơn cho con tự mình cho mọi pháp tội như Chúa Giêsu vậy. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin ta vận động lưu ý là sau khi viếng tặng thánh giá nơi thứ 74 rồi, cha xứ và lời nguyện kết thúc, cho nên cộng đoàn chúng ta hết sức giữ trật tự và lui lại khoảng 2 phút thôi. Và sau cuộc cung minh thánh giá rồi, viếng tặng thánh giá rồi.